Dạ kìa. Vâng, Note 11 Pro của Xiaomi. Sản phẩm này thì đang là mưa làm gió rồi, ở trong cái phân khúc tầm 6-7 triệu. Mình bán rất là nhiều luôn. Bên mình thì bán sản phẩm này trực tiếp tại shop là chủ yếu, và gần đây mới bán online. Thì khi mình bán online thì gặp ra cái vấn đề là nhiều anh em nhận được hàng ấy thì không biết cách cài Google như thế nào, không biết cách cài để có tiếng Việt như thế nào. Đấy, thì ngày hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn anh em cách cài tiếng Việt cũng như là cài Google khi anh em mua chiếc máy này của bên mình hoặc những bên khác. Đó, thì mình giới thiệu sơ qua về cái sản phẩm này. Thì sản phẩm này là Redmi Note 11 Pro vừa mới ra mắt năm nay, rất là mới, bản chính hãng, quốc tế chưa có, thế nên là ROM quốc tế là chưa có luôn. Đó, thì hôm nay mình hướng dẫn em cách cài tiếng Việt là chỉ cách cài tiếng Việt tạm thời thôi. Có nghĩa là nó sẽ có một chút tiếng Việt trong phần cài đặt cũng như là trong những tính năng của máy, còn những ứng dụng cài ngoài là 100% tiếng Việt hết. Ví dụ như là anh em chơi game PUBG hay là chơi game Liên Quân, hay là anh em cài Facebook, anh em cài YouTube thì hoàn toàn là có tiếng Việt 100% như những chiếc máy bình thường tại Việt Nam. Đó, còn khi nào mà cài tiếng Việt chuẩn của hãng ấy thì mình sẽ làm clip sau nhé. Chứ cái này là không phải là cài tiếng Việt 100% đâu. Đó, thì là đây là sản phẩm màu xanh. Bên mình đang màu này đang rất là hot, khá là hiếm và nhiều người săn lùng. Và bên mình bán thì rẻ thôi, hơn 6 triệu. Bên mình bán thì đã bao gồm bảo hành 18 tháng cả nguồn màn hình rồi, như hàng như kiểu bảo hành chính hãng luôn, chứ các bạn không phải mua thêm bảo hành như những bên khác. Đó, mình nói chắc chắn là như vậy, thế nên các bạn có thể tham khảo bên mình, nó website bảo hành vn. Bên mình bảo hành thì ship toàn quốc đến cho anh em. Nếu anh em nhận được hàng thì ở xa thì anh em sẽ được 1-1 lên đến 45 ngày. Trong 45 ngày mà lỗi thì mình gửi bên mình bóc cho, gửi anh em con máy mới để anh em bóc luôn. Đó nhá. Thì không lan man về vấn đề quảng cáo nữa, mình sẽ đi thẳng vào vấn đề chính nhá. Thì bây giờ là mở hộp ra như này. Đây, con này thì mình đã rạch siêu sẵn rồi. Đó, mình vừa rạch siêu để mà cho khách hàng xem mẫu và khách hàng lấy con khác, màu khác. Thế nên mình thấy cái màu xanh đẹp quá thì mình làm clip thôi, bởi vì mình mới bán hàng online được vài con anh em hỏi nhiều quá. Thế nên mình làm luôn clip này để mình gửi cho anh em xem. Còn anh em nào mà chưa mua thì anh em có thể tham khảo về bên mình để bên mình ship hàng cho nha, và cài như thế này thôi. Đó, khi mở hộp ra ấy, thì bên trong là anh em sẽ có một cái ốp lưng. Chắc chắn là Xiaomi cứ hàng mà cao cấp từ Redmi 9 đổ lên thì sẽ có ốp lưng. Đó nha, sẽ có ốp lưng silicone trong suốt, khá là xịn. Đó, một cái que đọc SIM. Thì con sản phẩm này là nó sẽ theo sạc 67W cơ, như của K40 Gaming luôn. Đó, con K40 không có đây, theo bộ sạc 67W. Bộ sạc này bên mình đang bán là 450.000 đó. Nếu mua máy kèm máy và mua ngoài không kèm máy là 550.000. Đó, đây máy đây nhá. Đó, nguyên siêu nó sẽ là như này. Đây, mình sẽ mở siêu nó nha. Đó, đây là cái màu xanh rất là hot này, màu xanh quân đội, màu xanh camo. Đó, rất là hot nha, màu xanh rêu. Đó, thì sản phẩm này vì sao nó lại hot như vậy? Bởi thứ nhất là nó mức giá tầm trung, thứ hai là nó đầy đủ công nghệ hội tụ ở đây, ví dụ như camera lên đến 108 megapixel, có loa JBL thương hiệu rất là mạnh về âm thanh ở đây. Đó, và màn hình rất là đẹp AMOLED, cũng như là pin rất là khỏe luôn, lại thậm chí là theo sạc 67W, sạc chỉ tầm khoảng 3 phút là đầy pin thôi. Thế nên anh em săn lùng rất là nhiều. Đó, giờ mình sẽ mở nguồn đấy nha. Thì khi mở nguồn lên thì sản phẩm này nó đang bán tại nội địa Trung Quốc thôi, mà mấy ông Xiaomi Trung Quốc rất là khắm cái là các ông chỉ có tiếng Anh và tiếng Trung thôi, chứ không như Realme của Oppo là có đầy đủ tiếng Việt. Thế nên khi mua về là chúng ta sẽ rất là khó sử dụng. Đấy, thì cách khi mà anh em nhận được hàng thì anh em sẽ sử dụng như nào, thì anh em cùng nhìn mình hướng dẫn nhé. Đó, thì nếu anh em muốn cài tiếng Việt sau này được quốc tế sớm nhất ấy, thì anh em nên chuẩn bị một chiếc SIM mà có kết nối 4G nhé. Thì đây mình đang dùng chiếc Xiaomi Redmi Note 8 của Xiaomi đây, mình dùng lâu rồi mà vẫn chưa muốn đổi máy. Đó, thì ở đây mình sẽ có một cái SIM 4G mà SIM dính của mình ở đây, mình sẽ bỏ ra để tí mình sẽ xin quyền. Bởi vì cái này thì nó không liên quan đến vấn đề mà cài tiếng Việt tạm thời, nhưng mà tương lai là nó sẽ cài được tiếng Việt, thế nên là phải xin quyền trước đi cho nó yên tâm, đúng không? Đó, khi nhận được máy nhé, thì bật lên nó sẽ là màn hình chào hỏi như này bằng tiếng Trung ở đây, MIUI 12.5. Thì chúng ta ấn tiếp tục nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn ngôn ngữ, tất nhiên là chúng ta sẽ chọn tiếng Anh rồi. Còn anh em nào chọn dùng tiếng Trung được thì anh em có thể chọn tiếng Trung. Đó, kích hoạt thôi. Đó, bây giờ sẽ bắt wifi nhá. Địa chỉ wifi bên mình là 170 lạch chay, 170 lạch chay. Đó, bàn phím thì nó sẽ là bàn phím gốc của Xiaomi, nó sẽ là bàn phím tiếng Trung, chúng ta sẽ chọn được alpha b được. Đó, tiếp tục đi, tất cả cứ tiếp tục hết, bỏ qua những bước rườm rà linh tinh, cứ tiếp tục thôi. Đó, bỏ qua này đi. Đó, check sim nhá, bỏ qua đi. Đó, bỏ qua này. Đó, bỏ qua hết.
Đó, bỏ qua nhé. Bỏ qua này. Bỏ qua hết anh em nhé. Đó. Đồng ý điều khoản. Full màn hình. Ok, full lên để sử dụng. Đó. Thì giao diện hành chính nó sẽ như này nhá. Đó, anh có thể nhìn theo không hề Google Play mà chỉ có những ứng dụng gốc của Trung Quốc thôi. Thì chúng ta sẽ xóa những ứng dụng bằng cách là chúng ta giữ màn hình như này này. Đây này. Giữ hình như này. Đó, thì nó sẽ chìm xuống và chúng ta chọn hết vào những ứng dụng Trung Quốc này đi. Chúng ta xóa hết đi. Đặc biệt là Ka Map này, Ka Map này là bản đồ bố láo. Đó, của Trung Quốc. Xóa hết đi. Đó. Ok, mình sẽ xóa hết ứng dụng Trung Quốc rồi nhá. Thì bây giờ mình cài Google để mình sử dụng như nào. Đó, thì đơn giản thôi, Wi-Fi đã kết nối rồi đúng không? Anh em vào cái phần mềm là Get App. Và lưu ý anh em một điều nhá, hiện tại bây giờ nó đang báo cập nhật phần mềm mới này là 12.5.10, tốt nhất anh em không nên cập nhật. Bởi vì là cập nhật lên có thể nó sẽ chặn Google, bởi vì Xiaomi những cái phiên bản MIUI về sau ấy thường thường hay chặn Google. Thế nên anh em để nguyên cái bản này nhá, bỏ qua cập nhật đi. Đó. Vào lại Get App nhá. Đấy, Get App chúng ta sẽ đồng ý này. Đó. Cho nó load đi. Ok, bỏ qua nhá, đừng cài những ứng dụng Trung Quốc lại nữa. Đó, ấn vào đây thì chúng ta sẽ ấn là Google Play. Đây này, cái bàn phím Trung Quốc đấy nhá. Bàn phím Trung Quốc đấy nhá. Đó. Đây, đây là bàn phím Trung Quốc nhá. Đây này, bàn phím Trung Quốc như này thì chúng ta sẽ ấn vào cái biểu tượng chữ Trung ở góc này, thì nó chuyển sang alphabet này. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ gõ là Google Play này. Đây. Nó sẽ tìm nhá. Đây nó sẽ tìm Google Play này. Nếu chúng ta ấn cách thì hiện lên đầu luôn, nếu mà có chữ update bên cạnh thì chúng ta chỉ cần update thôi. Ấn update, ấn xong là nó sẽ Google Play. Bởi vì những cái MIUI 12 trở đi ấy, là nó tích hợp sẵn Google Play rồi. Chỉ lên bản cao hơn thì nó chặn thôi, sẽ không tìm thấy nữa. Nhưng mà bản thấp thì chúng ta vẫn tìm bình thường. Đó, khi chúng ta update phát là nó hiện thị lên bình thường. Và chúng ta dùng thôi, đúng không? Đây, đó, chờ nó đang cài đặt nhá. Đó, thế là Google Play bình thường. Đây, và Google Play chuẩn luôn, đăng nhập bình thường. Đó, hiện tại bây giờ nó vẫn là tiếng Anh đúng không? Thì bây giờ cài tiếng Việt như thế nào? Đó, thì chúng ta sẽ vào trình duyệt này. Đây, chúng ta vào trình duyệt như này nhá. Đây là cái trình duyệt của nó này. Chúng ta sẽ ấn là google.com. Ấn lại bàn phím nhá, ấn lại đây để gõ được bàn phím này. Google này, đó. Google này. .com. Để chúng ta tìm ở trên Google cho nó dễ. Sau đó chúng ta ấn cái như này cho mình nhá, là set. Mình đọc lại là set edit. Set edit như này nhá. Set edit.apk. APK này. Đó, chúng ta cứ ấn như thế rồi là Google tự động dẫn đến cho các bạn anh em. Đây nhá, anh em nhìn nhá, các bạn nhìn nhá. Đó, set edit ở trên bên trên trang APK Pool ấy, ấn vào đây. Sau đó chúng ta tải cái này về. Rất là nhẹ thôi, chưa đến hơn 100 MB đi, hơn 100K thôi, chưa đến 100, chưa đến 1 MB luôn. Đó, sau đó chúng ta ấn cài. Bỏ. Đó, sau đó chúng ta ấn cài nhá. Tôi làm để cài này. Ấn chờ nó check nhá. Đó, ấn cài này. Ok này. Đó, cài xong rồi nhá. Đây này, nó cài xong rồi như này. Thì chúng ta ấn vào đây. Đó, ok này. Ok hết đi. Sau đó chúng ta ấn vào cái phần đây nó hiện tại là system table nhá. Chúng ta sẽ tìm cái phần đây, chúng ta phải tìm chậm thôi nhá. Đó, chúng ta sẽ tìm cái phần Lanwick local khu vực ấy. Đây, đây này, phần system local nhá. System local khu vực ấy này. Chúng ta sẽ chọn cái này. Chúng ta sẽ edit volume. Đó, đây mình làm lại nhá. Là chọn vào phần end gạch ngang OS này. Chúng ta chọn vào edit volume này. Đây này. Đó. Sau chúng ta gõ cái của Việt Nam mình vào. Cái này là VN. À, cái chữ nhỏ là VI. Chữ nhỏ là VI nhá. Chữ to là VN. VI là ngôn ngữ tiếng Việt, còn VN là Việt Nam, đúng không? Như này. Đó, sau chúng ta ấn vào lưu. Vậy xong, chúng ta sẽ reset lại máy là nó sẽ có tiếng Việt. Những cái phần kia. Này. Đó, ấn nhỏ tiếng vào nguồn để reset máy nhá. Ok này, tắt máy này, bật lại này. Đó. Rồi, bây giờ là xong, sau khi cài xong cái đấy là nó sẽ có tiếng Việt trong những cái phần mà chúng ta cần dùng, ví dụ như là Google, Facebook, YouTube. Đó, là game kiếc là nó sẽ có hoàn toàn có tiếng Việt. Nó chỉ hơi sai phông một tí, và hơi lỗ phông một tí, ví dụ chữ có dấu nó sẽ bé hơn một tí thôi. Trông hơi ngơi mắt nhưng mà nó vẫn là tiếng Việt, đúng không? Đó. Đây này, bây giờ là nó Google Play này. Đó, đăng nhập vào nha. Đấy, đã có tiếng Việt chưa?
đang kiểm tra thông tin này. Đó, thông tin bình thường đấy, đăng nhập này. Mình sẽ đăng nhập một cái tài khoản vào đây nhá. Ok nha, đăng nhập xong đấy, bên trong này chúng ta có hoàn toàn có tiếng Việt hết, Liên Minh Tốc Chiến này. Đấy, cho chưa đăng ký trước này. Thì bây giờ mình sẽ tải thử Facebook nhá. Facebook trước này. Đó, mình cài đặt Facebook trước này. Đó, bây giờ mình muốn soạn thảo tiếng Việt được mà bàn phím ngon nhất thì mình thích cái bàn phím La Bàn Key của Việt Nam. Đây, La Bàn Key này, của Việt Nam đây, cái này vào này, bộ gõ tiếng Việt của Việt Nam. Đó, chúng ta có thể tải Zalo. Đây, đó, và cài game. Hoàn toàn bình thường, nó đầy đủ tiếng Việt hết rồi mà. Đó, cái này thì chúng ta không được xóa đâu nhá. Cái này chúng ta có thể giấu đi ở đâu đó, ví dụ giấu vào file công cụ này để cho đỡ bị xóa nhầm. Đó, cho ở đây. Đó, để đỡ bị xóa nhầm. Đây nhá, chờ cái đặt thử xem. Đó, thì trong cái thời gian chờ cái đặt này chúng ta bắt đầu xin quyền để tương lai sau này chúng ta chạy tiếng Việt thôi. Đó, còn nếu mà chúng ta đã xác định chúng ta dùng kiểu như này, chúng ta không cần cài xin quyền được. Đây, các bạn có thể nhìn nhá. Facebook cài xong rồi đấy. Đây này, Facebook hoàn toàn bằng tiếng Việt này. Các bạn nhìn thấy chưa? Anh em nhìn thấy chưa? Chỉ có phông nó hơi trông buồn cười một tí, có nét đậm nó nhà cái này thôi. Đó, trông hoàn toàn tiếng Việt bình thường. Đấy nhá, thì bây giờ là mình xin quyền như nào? Thì ngày cái này mình đã làm rất là nhiều rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng SIM. Chúng ta tháo ra, chúng ta lắp SIM vào. Ở đây. Đó, chúng ta dùng SIM chúng ta tạo tài khoản Mi Cloud mà. Đó, dùng SIM để tạo tài khoản Mi Cloud. Đó, tạo tài khoản Mi Cloud đơn giản thôi. Chúng ta ấn vào đây này. Nhớ là lưu ý là SIM này là phải có kết nối 4G nhé. Đó, mình đã tạo sẵn rồi. Thì mình nó chọn nhận dạng số điện thoại, mình cứ chọn tiếp tục thôi. À, đồng ý và tiếp tục này. Đồng ý với tài khoản Xiaomi tiếp tục này. Đó. Ok, mình sẽ gõ mật khẩu nha. Đây nhá, khi mình đăng nhập xong ấy. Đó, cái Mi Cloud đăng nhập xong này. Thì xin quyền bằng cách là chúng ta sẽ ấn vào My Device, ấn vào OSpec, sau đó gõ liên tục vào cái Mi Vision này. Khoảng 5 lần thì nó hiện là đã trở thành nhà phát triển đấy. Dịch tiếng Việt như vậy, tiếng Anh không biết đọc thế nào. Đó, chúng ta sẽ vào cái phần Addition Setting này này. Đó, chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ chọn vào nhà phát triển nhá, Develop Option này. Chúng ta chọn đây, sau chúng ta tìm phần Mi Unlock Status này. Đó, sau chúng ta sẽ ấn vào Add Account để vào thiết bị để sau này chúng ta có thể chạy được tiếng Việt. Chúng ta lưu ý là chúng ta add một cái tài khoản này thôi và sau này chạy tiếng Việt thì chúng ta sẽ unlock bằng cái tài khoản này, chứ chúng ta không nên thay tài khoản, không được thay tài khoản nhé. Thay khoản chúng ta phải làm lại từ đầu ấy, làm lại đầu nghĩa là chờ 7 ngày mới được quyền. Ngoài ra thì những cái chip MediaTek như chiếc máy này thì bên mình có hỗ trợ cài trực tuyến được và cài được luôn. Nhưng mà nó hơi phức tạp, thế nên là chúng ta cứ nên làm như này nhé. Đó, thì bây giờ nó yêu cầu chúng ta phải tắt wifi đi đúng không? Nghĩa là SIM phải có kết nối 4G thì mới làm được. Đó, kết nối 4G thì ấn vào đây. Đây này, đang báo này. Đó, nó báo là add tài khoản thành công. Asusơ, đó là chúng ta đã add tài khoản thành công. Sau 7 ngày chúng ta phải unlock máy, unlock rồi sau này có tiếng Việt là chúng ta cài được. Nha. Đó. Khi nào bây giờ thì nó cài xong tất cả các phần mềm rồi, bây giờ chúng ta ấn vào cái La Bàn Key để chúng ta bật cái bộ gõ tiếng Việt lên. Chúng ta sẽ bật nó lên. Ok. Chúng ta sẽ không phải phụ thuộc vào bàn phím của Trung Quốc nữa. Đó, chúng ta sẽ chọn La Bàn Key nhá. Đây là tất cả bàn phím Trung Quốc đúng không? Đây, chọn La Bàn Key này. Đó, ấn vào Other Keyboard. Đó, ok. Thì bây giờ chúng ta đã có thể soạn thảo tiếng Việt bình thường. Đấy nhá, chúng ta sẽ có Zalo. Đấy, chúng ta có tiếng Việt bình thường đúng không? Hoàn toàn tiếng Việt. Nhiều cái ứng dụng chúng ta vẫn có tiếng Việt này, ghi chú là chúng ta cũng có tiếng Việt luôn. Đó. Chứ không phải là không có đâu nhá. Đấy, cài tiếng Việt như này chỉ có mỗi phần cài đặt thôi là nó quá ít tiếng Việt. Đây này. Phần cài đặt thì nó vẫn là tiếng Anh. Chỉ có một số chỗ là nó có tiếng Việt thôi. Để mình xem có chỗ nào có tiếng Việt không này. Đó, gần như không có rồi. Đó, thôi còn không quan tâm nữa. Có phần thư viện là như là cũng tiếng Việt này. À cũng không phải à. Phần gọi điện. Đấy, gọi điện tiếng Việt này. Đấy, gọi điện tiếng Việt này. Đấy, nhưng cái chữ nó sẽ có đậm, nó nhạt. Bởi vì là cái phông của Trung Quốc nó không nhận dạng là phông của Việt Nam. Thế nó sẽ có đậm nhạt, nhưng không bị lỗi phông. Nó không bị lỗi chữ mà nó sẽ có đậm nó nhạt thôi. Chứ ngày xưa BlackBerry là nó sẽ bị lỗi chữ, đúng không? Đây, cái trình duyệt của nó không có tiếng Việt. Chúng ta sẽ gỡ trình duyệt ra, chúng ta sẽ dùng Chrome khi chúng ta đào ở đây. Trên này thì chúng ta có thể đào thoải mái những cái gì chúng ta thích về, đúng không? YouTube này. Đó. Cài đặt YouTube đi. Ok. Bật wifi lên để cài cho nó nhanh. Đó là tất cả tiếng Việt hết. À quên mất, dặn anh em cách chặn cập nhật và anh em không được cập nhật nhá. Cập nhật thì nó sẽ nhiều khi nó chặn Google là chúng ta sẽ không dùng được Google đâu. Thế nên là nó sẽ rất là phiền phức cho chúng ta phải chạy lại chúng ta mới chạy lại bản thấp chúng ta mới chạy mới cài được Google. Thì chúng ta ấn vào My Device này. Chúng ta sẽ ấn vào cái update đây. Đó, chúng ta sẽ không nhá. Chúng ta sẽ ấn vào cài đặt này, ở trong này có cài đặt này chúng ta sẽ xóa hết cái tự động đi, chúng ta sẽ không cập nhật. Đó, đây này. Đó,
xóa hết đi, sẽ không cập nhật nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thấy nó báo ở trên này thôi, chúng ta cũng bỏ qua, chúng ta không được cập nhật thì nó sẽ không bị chặn Google, chứ cập nhật lên nhiều khi nó chặn Google là phải chạy lại bằng thấp hơn đó. Đây YouTube này đó, thế là YouTube trong này thì sẽ có tiếng Việt đây đó, đầy đủ tiếng Việt hết nhá. Đó các bạn thấy chưa, rồi tiếng Việt hết đây đây nha, đó sẽ có tiếng Việt hết. Đó, đơn giản như vậy thôi nhá. Thì các bạn chỉ mất tầm khoảng 10 phút là các bạn có thể cài được toàn bộ những cái gì các bạn cần trong cái việc này. Thì đây là cái clip mình hướng dẫn các bạn cài tiếng Việt một cách tạm thời để sau này chúng ta có thể cài được ROM quốc tế. Vâng, nhưng mà nhiều bạn ấy sau khi cài cách này của mình ấy thì thích cái ROM luôn, bởi vì ROM của Trung Quốc rất là ngon. Rất là ngon luôn. Nó chỉ bị thông báo chậm của Zalo, bởi vì Zalo Trung Quốc nó không cho phép dùng, hay Facebook. Thì cái đấy cũng dễ thôi. Ở trong cái phần cài đặt này. Đó thì chúng ta sẽ bật cái luôn luôn chạy lên thì là nó sẽ dùng được, sẽ dùng được lúc nào thông báo bình thường. Đó, có nghĩa là chúng ta sẽ luôn luôn cho nó chạy nhé, chúng ta không để nó bị ấy, là nó sẽ dùng được đâu nhỉ. Manager Apps đây này. Đây chúng ta sẽ tìm đến cái phần chúng ta vừa cài, những ứng dụng chúng ta đã cài đâu nhỉ. Thôi rất là nhiều quá, cứ tìm bằng ấy đi. Zalo ở đây nhá, chúng ta bật vào đây. Đó, chúng ta sẽ luôn luôn cho nó chạy, bật lúc nào cũng chạy. Đó, cấp quyền cho nó đầy đủ thì là nó sẽ lúc nào nó cũng chạy hết, thông báo cho nó luôn. Đây thông báo đây, đầy đủ hết luôn, bật hết nó lên thì nó sẽ không bị chậm thông báo nữa. Đó đây nhá, bật hết nó lên cho nó chạy hết đi. Camera cấp tất cả các quyền cho nó luôn, định vị đó, cho nó luôn báo này. Mình không biết những cái này chức năng là gì, nhưng mà mình bật hết thì là mình thấy lúc nào nó cũng thông báo đầy đủ. Đó, anh em nào hiểu thì có thể là bỏ qua được, nhưng mình không hiểu cái tiếng Anh nó là gì thì mình sẽ bật hết đó, và mình sẽ bật cái tự động auto start lên. Đó thì là nó sẽ không bị chậm tin nhắn nữa. Đó, cách đơn giản như vậy thôi. Ok, thì mình hướng dẫn anh em cái đấy lên nhá. Anh em có thể thấy máy này rất là đẹp đúng không? Note 11 Pro hiện tại đang rất là hot. Bên mình thì đầy đủ Note 11 này, Note 11 Pro này và Note 11 Pro Plus. Thì những chiếc máy đấy đều cài y như chiếc máy này thôi, không khác thế nào. Anh em có thể xem clip này và cài chiếc máy đấy, nhớ xem kỹ nhá. Và để mua sản phẩm này thì đơn giản thôi, anh em có thể đặt hàng trên website bên mình là msm.vn, Facebook cũng là msm.vn luôn để đặt hàng, cập nhật giá. Hoặc là anh em có thể gọi điện trực tiếp cho bên mình là số điện thoại 0888888641 nhé, 0888888641 đó, 68 và 641 ở cuối để đặt hàng. Thì bên mình sẽ ship COD toàn quốc sản phẩm này cho anh em. Có nghĩa là ship COD có nghĩa là anh em nhận được hàng nhưng phải thanh toán đó, và bảo hành là 18 tháng, bảo hành luôn là 18 tháng cả nguồn màn hình luôn như chế độ của hãng. Riêng máy sách tay bên mình sẽ bảo hành là một đổi một trong vòng 30 ngày, trong 30 ngày mà bị lỗi thì các bạn và anh em có thể bóc máy mới luôn, mình sẽ đổi máy mới luôn. Máy ship COD sẽ được bảo hành là 45 ngày chứ không phải 30 ngày nữa. Đó. Đó. Thì ngày hôm nay thì mình hướng dẫn anh em cách cơ đơn giản như vậy thôi để các anh em có thể cài được Google cũng như là tiếng Việt tạm thời chiếc máy này. Anh em thấy hay nhớ cho mình một like và chia sẻ cho mọi người cùng xem để mọi người biết cách cài với những chiếc Xiaomi nói chung và chiếc Redmi Note 11 Pro này nói riêng. Đó. Thì cảm ơn xem clip nhá. Chào và hẹn gặp lại anh em.